Trao đổi với phóng viên tại Quốc hội sáng 13 tháng 11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết đã nắm được thông tin về sự việc liên quan đến Thượng úy Nguyễn Sâu Việt 1984, cán bộ công an thị xã Phổ Yên, bị tố cáo có hành vi ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và tát một nam nhân viên tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Theo ông Tỏ, hiện cơ quan công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng úy Việt để làm rõ hành vi liên quan. Tôi đã chỉ đạo với quan điểm là phải xử lý nghiêm, ông Tỏ nêu rõ. Cũng trao đổi bên hành lang Quốc hội về vấn đề đạo đức công vụ của người cán bộ công an sau vụ việc của Đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa, Hà Nội và Thượng úy Nguyễn Sâu Việt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án về văn hóa công vụ và giao cho lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị xây dựng đạo đức, văn hóa công vụ của từng cơ quan tùy theo vị trí công tác. Nếu ai làm sai theo quy định đó thì phải xem xét xử lý thôi. Văn hóa công vụ là chung nhưng đạo đức nghề nghiệp, xử lý của từng vấn đề là từng cơ quan, đơn vị thực hiện, ông Tân nói. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đồng tình với quan điểm, lực lượng công an là những người thường xuyên tiếp xúc với dân nên phải giữ lối sống, sinh hoạt gương mẫu. Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng úy Nguyễn Sâu Việt 1984 là cán bộ công an thị xã Phổ Yên để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội. Vào ngày 11 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh y đa nờ ông trong trang phục dân sự, cờ cho la Thượng úy công an đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, co ha nhờ đau ngờ ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Theo nội dung đoa nợ clip, một người đàn ông đang ngồi trong một cửa hàng rồi chỉ cho mô tờ Atre đi vào lấy đồ ăn. Sau khi Atre lấy một gói xúc xích cầm trên tay đi ra phía quầy thu tiền thì hai nhân viên gồm một nam, một nữ coi noi cậu bé tính tiền trước mới được đem gói xúc xích ra ngoài. Tuy nhiên, lu cờ nay đa nợ ông ngồi gần đó lại ra hiệu bảo cậu con trai mang gói xúc xích đi ra. Trong lúc cậu bé đang lưỡng lự chưa biết nghe lời ai thì người đàn ông này đi tới cầm gói xúc xích từ tay con trai rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy, sau đó tin la in tát vào mặt nam nhân viên khác trước sự chứng kiến.